Tuần trong mật của Tesla ở Trung Quốc đã kết thúc. Mỹ Trung nhất trí hợp tác về khí hậu. Australia hủy một thương vụ đáng ngờ với Trung Quốc. Cùng các tin chính Trung Quốc khác tuần qua. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Những tin chính Trung Quốc tuần qua. Chuyện đang không mấy tốt đẹp với Elon Musk và Tesla ở Trung Quốc. Tôi đã nhắc anh rồi, Elon. Tôi đã nhắc rồi. Tuần rồi diễn ra triển lãm ô tô Thượng Hải, một cơ hội tuyệt vời để công khai chiếc xe Tesla mới. Chỉ là họ bị phá bởi biểu tình. Biểu tình ở Trung Quốc cơ đấy. Nghe hơi đáng ngờ. Tôi sẽ nói tới điểm đó sau. Video này từ cuộc biểu tình lan nhanh trên mạng. Người phụ nữ này leo lên một chiếc xe Tesla và bắt đầu nói những thứ không được xuôi tay lắm. Chiếc áo phông của cô ta viết, phanh không hoạt động, và kẻ giết người vô hình. Kẻ giết người vô hình ư? Ý cô là Elon Musk có một chiếc xe vô hình hả? Sao anh ta giữ được nhỉ? Cô này sau đó bị lực lượng an ninh kéo xuống, nhưng vụ việc đã che bờ một tuyên bố mà Tesla đưa ra cùng ngày. Nhà sản xuất ô tô này bắt đầu phát triển lại một vài dòng xe của họ ở Trung Quốc, với những phiên bản mới sẽ tích hợp nhiều thành tố Trung Quốc. Ồ, uh, nhiều thành tố trung quốc ư ừ. như lao động nô lệ người dân tộc ấy à vụ biểu tình tesla gây ra một làn sóng ở trung quốc che trách về công ty này tràn ngập internet trung quốc thú vị thật vì đảng cộng sản trung quốc kiểm soát internet chặt đến thế cơ mà mọi thứ không thể sống lâu trên mạng trừ khi các nhà kiểm duyệt internet cho phép có lẽ là vì phần lớn bình luận trên mạng đều đi đến một kết luận là họ nên mua xe trung quốc thay vì mua xe tesla càng thú vị chuyện này lớn đến nỗi truyền thông nhà nước cũng đưa tin tôi biết truyền thông nhà nước đưa tin biểu tình ở trung quốc lại càng thú vị không chỉ vậy ủy ban chính trị và pháp luật trung ương một cơ quan đảng cấp cao cáo buộc tesla ngạo mạn và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng trung quốc khi bán những sản phẩm lỗi quá thú vị cứ như thể bản thân đảng cộng sản trung quốc đang muốn gây chuyện với tesla vậy tesla hiện đã xin lỗi về cách đối xử với người biểu tình kia cách đó hoàn toàn không phù hợp đó nào phải là cách đối đãi với người biểu tình ở trung quốc anh không nên để họ chỉ trích trước công chúng anh đáng ra nên kéo họ ra ngoài đập cho một trận trước khi họ kịp biểu tình kia Tôi không rõ chất lượng những chiếc xe Tesla sản xuất ở Trung Quốc ra sao. Tháng 2 vừa qua, các nhà quản lý Trung Quốc mời Tesla uống trà vì một lời cáo buộc hiếm hoi về chất lượng sản phẩm. Sau đó họ cấm quân nhân và công chức nhà nước sử dụng Tesla. Chế độ Trung Quốc cáo buộc Tesla thu thập dữ liệu tài xế Trung Quốc. Vốn là chuyện hiển nhiên vì đó là cách hệ thống lái xe tự động của Tesla hoạt động cơ mà. Nó cần thu thập dữ liệu người dùng. Nhưng hiện giờ chế độ Trung Quốc đã tự ý cho đó là nguy cơ với an ninh quốc gia để có đòn bẩy với Tesla. Elon Musk có thể là người thông minh, nhưng khi động tới Trung Quốc, anh ta lại đang lặp lại đúng những sai lầm ngu xuẩn mà các doanh nhân phương Tây vẫn mắc suốt mấy thập kỷ qua. Elon Musk tới Trung Quốc với một giấc mộng lớn. Nhưng đối thủ cạnh tranh Trung Quốc trộm công nghệ của anh ta với sự trợ giúp từ chính phủ Hiện, chính phủ Trung Quốc đang sử dụng vũ khí pháp lý để ép Tesla phải cuốn gói khỏi thị trường Trung Quốc và khuyến khích công ty nội địa phát triển. Chuyện này xảy ra suốt. Tại sao người thông minh lại ngu xuẩn tới vậy? Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã khá nặng lời với một nước nào đó không tiện nói tên. Tại diễn đàn Bắc Ngao châu Á, Tập đã chỉ trích nỗ lực của một số nước nhằm xây dựng các rào cản và tách ly. Ông ta nói, thế giới muốn công lý chứ không phải bá quyền. Đúng vậy. Tập không nói rõ nước nào đang xây dựng các rào cản và tách ly. Nhưng tôi sẽ mạo muội đoán rằng ông ta đang nói về Palau. Bạn biết ai sẽ thay mặt thế giới chống lại những kẻ bá quyền toàn cầu như Palau không? Đảng Cộng sản Trung Quốc Đừng lo, hỡi thế giới. Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền, bành trướng hay mở rộng ảnh hưởng bất kể họ phát triển mạnh tới đâu. Hẳn rồi. Cũng như khi tôi tự nói với bản thân rằng sẽ không ăn chia dệt, trong khi tay tôi đang thò vào hộp chia dệt ấy. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị cho dịp sinh nhật thứ 100. Và cũng như hầu hết những người trăm tuổi, nó già yếu và lũ khụ lắm rồi. Nhưng đó không phải thông điệp họ truyền bá. Họ muốn nhân dân theo đảng mãi mãi. Trung Cộng đang quảng bá những bộ phim yêu nước, bài học lịch sử và đám cưới tập thể. Đúng như những gì Mao dự định. Ngày kỷ niệm là ngày mùng 1 tháng 7. Để mọi người vào đúng tinh thần, Trung Cộng đang đàn áp bất kỳ ai đưa ra những bình luận bất hợp pháp về lịch sử, bao gồm cả những cựu đảng viên cấp cao nhất như cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ông này đã viết bài văn tưởng niệm cảm động về thân mẫu mới qua đời. Nó bị kiểm duyệt. Tại sao? Vì trong bài viết này, ông này theo một cách khá lòng vòng đã kêu gọi thêm công bằng, công lý, nhân đạo và tự do ở Trung Quốc. Nói thế không ổn đâu. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng viết rằng thời gian ông làm nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc như đi trên băng mỏng. Làm đảng viên khó lắm chứ đùa. Cứ nhìn kết cuộc của nhân vật số một, Hồ Cầm Đào kia. Đây là ông ta lúc trẻ, và đây là ông ta lúc là lãnh đạo đảng. Biệt danh mặt gỗ. Một trăm năm qua là trăm năm huy hoàng với Trung Cộng, chiến tranh, nạn đói, hủy hoại văn hóa, và rất rất nhiều trại lao động. Quá nhiều thứ để ăn mừng. Chính quyền Biden cũng đang ăn mừng bằng cách đi đến được một thỏa thuận mới với Trung Quốc. Còn tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Chính quyền Biden và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi tới một thỏa thuận hợp tác về các vấn đề khí hậu. Thỏa thuận này đã được vài ngày trước khi Joe Biden tổ chức một hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo thế giới để thảo luận về biến đổi khí hậu. Đúng những gì trái đất cần, chính trị gia nhiệt tình chém gió. Tất nhiên, Trung Quốc là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Trung Quốc đốt nhiều than hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Đó là lý do Mỹ phải hợp tác với Trung Quốc. Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu và chỉ có thể giải quyết nếu chúng ta hợp tác với các chế độ truyền nuốt lời. Sao không ai chịu nghe cảnh báo nhỉ? Nhưng ít ra Trung Quốc đang làm một việc để chống biến đổi khí hậu sau khi trộm công nghệ từ Mỹ. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất tấm pin mặt trời nhiều nhất thế giới, giá cũng rẻ hơn nhiều vì sử dụng lao động nô lệ. Chống biến đổi khí hậu, bảo vệ nhân quyền, ai nói không thể khỏi cần làm cả hai chứ. Tuần trước, Biden đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Biden với một nguyên thủ quốc gia. Mục đích của gặp là để đoàn kết chống lại sự ương ngạnh của Trung Quốc cũng như để đảm bảo Mỹ sẽ có được nhiều thứ này hơn và ít thứ này hơn. Chúng tôi đã làm một tập về cuộc gặp trên Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Hãy xem qua đường dẫn ở phần mô tả bên dưới. Hacker Trung Quốc tấn công hàng chục cơ quan chính phủ và nhà thầu quốc phòng. Hacker đã lợi dụng một phần mềm VPN tên là Pulse Secure mà rất nhiều cơ quan chính phủ Mỹ và công ty bình thường đang sử dụng để hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa và tin tốt là vụ tấn công này vẫn đang tiếp diễn. Nhưng ở phần tin thực sự tốt, Úc đã hủy một thương vụ vành đai con đường lớn với Trung Quốc. Tất nhiên, là khiến Trung Quốc nổi giận. Đây là bang Victoria, thành phố lớn nhất của bang là Melbourne có thể xem đó là san francisco của australia bạn có lẽ có ấn tượng vì nó là nơi áp dụng những lần phong tỏa covid dài và khắc nghiệt nhất thế giới nhiều năm trước lãnh đạo victoria đã ký một số thỏa thuận khủng với trung quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường kế hoạch đầu tư và cơ sở hạ tầng toàn cầu của trung quốc nhưng lại thúc đẩy những thứ khá mờ ám nhưng các thương vụ đó giờ đã bị hủy vì một luật mới của úc cho chính phủ liên bang australia quyền được ngăn các thương vụ mà tiểu bang ký với các chính phủ nước ngoài. Và nghe này, hai thương vụ khác giữa Victoria và chính phủ Iran và Syria cũng đã bị hủy. Làm ăn với Trung Quốc, Iran và Syria ư? Bang Victoria ấy muốn làm gì chứ? Tôi nói thế vẫn chưa đủ. Nếu thống đốc Daniel Andrews thực sự muốn đưa bang mình tới một tương lai sáng lạn hơn, thì đã tới lúc mua vũ khí hạt nhân từ Kim Jong-un. Mặc dù Victoria dường như có chút hăng hái hợp tác làm ăn với các chế độ cực quyền, nhưng họ không phải bang duy nhất có các thương vụ với Trung Quốc bị hủy. Luật này cho phép chính phủ liên bang giả soát và đảo ngược các biên bản ghi nhớ giữa Bắc Kinh và chính quyền các bang Tây Úc, Nam Úc và Tasmania. Đúng là một cơn gió dữ. Như tôi đã nói, chế độ Trung Quốc chẳng hài lòng Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập kênh truyền thông nhà nước tôi yêu Thời báo Hoàn Cầu, tweet rằng một thỏa thuận chính thức bị hủy đi quá ư ừ, dễ dàng. Người Úc ơi, đất nước các người có phải là nơi du côn mọi rợ đáng bị dạy bảo và trừng phạt kiêm khắc chăng? Ôi, ông Hồ ơi, ông đang muốn lăng mạ hay khen ngợi Australia đấy. Vì biệt danh của Úc là du côn mọi rợ cơ mà. Đó là thứ khiến họ quyến rũ tới vậy. Và giờ là lúc để tôi trả lời câu hỏi từ một thành viên đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt. Những fan đã ủng hộ chương trình trên Patreon. Brajas hỏi, mọi quả cầu của MOVA giống như đều vẽ Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tôi đã kiểm tra vài quả trên trang web của họ. Tại sao anh lại chấp nhận một công ty như vậy tài trợ? Hỏi tuyệt lắm, Brajas. Chúng tôi thực ra đã làm hẳn một tập về chuyện này. Tên Trung Quốc âm thầm chỉnh sửa bản đồ thế giới. Đường dẫn ở phần mô tả. Nhưng tóm tắt lại thế này, một và Globes như nhiều công ty phương Tây khác có nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng rồi, chính phủ Trung Quốc yêu cầu mọi bản đồ bán ở Trung Quốc hoặc in ở Trung Quốc nhưng bán ở nước ngoài đều phải sử dụng phiên bản bản đồ thế giới chính thức của Trung Quốc. Nghĩa là một số quả cầu MOVA đã in đường chín đoạn của Trung Quốc. Và Đài Loan được vẽ là một phần của Trung Quốc. Nhưng tin tốt là MOVA đã rút sản xuất khỏi Trung Quốc vài năm trước. MOVA đã cởi mở và trung thực với chúng tôi về chuyện đã xảy ra, giúp chúng tôi phơi bày những gì Trung Cộng đang làm. Họ không còn in phiên bản bản đồ của Trung Quốc nữa. Nếu bạn đặt hàng mẫu trắng bạc kích thước 6 inch này, thì nó không như vậy nữa. Nhưng một số kích cỡ và mẫu khác vẫn còn, ít nhất cho tới khi hàng tồn kho bán hết. Nên nếu bạn muốn một cái không có đường chín đoạn, thì hãy liên hệ đội chăm sóc khách hàng của MOVA nhé. Cảm ơn câu hỏi của bạn Brajas và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn muốn được tôi trả lời câu hỏi trên chương trình, hãy truy cập patreon.com gạch Trung Quốc không kiểm duyệt và gia nhập đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.